Xin chào các anh chị. Để mà hướng dẫn cho mọi người đăng nhập vào tài khoản e-learning của CityUMB á, thì đầu tiên mọi người các anh chị đánh vào e-learning CityUMB. Bấm vào trang này thì chúng ta sẽ được cái giao diện như vậy. Thì đây là bạn chưa đăng nhập nha. Ở trong đây có các danh mục khóa học thì mọi người có thể chọn vào bất kỳ danh mục khóa học nào. Và hiện tại thì lớp đang có cái bài tập của do cô Sâm của bộ môn khoa học cơ bản, bộ môn Anh văn chuyên ngành đó, thì mình sẽ click vào khoa học cơ bản và mình vào bộ môn ngoại ngữ cả tạo đại học năm 2020 21 2022. Đây chúng ta sẽ vào Anh văn chuyên ngành 2 nha mọi người. Còn bộ môn Anh văn chuyên ngành 2 thì do các giáo viên giảng viên đang hướng dẫn đây, thì mình sẽ click vào cô Sâm. Còn lớp nào thì tùy mọi người, giáo viên nào dạy thì mình sẽ click vào đó. Tại đây thì mình click tiếp vào đây. Thì cái giao diện màn hình nó sẽ hiện ra như vậy để mà chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản của mình đó. Thì ký danh và mật khẩu, thì ký danh của chúng ta sẽ là ký danh của mình sẽ là username hoặc là bí danh, còn có được tên là mã số sinh viên, còn password sẽ là tên tên của mình in viết hoa chữ cái đầu a cộng mã số sinh viên. Ví dụ như sau, ký danh còn mật khẩu sẽ là tên tên chữ hoa tên của mình, cái chữ hoa viết đầu a cộng cộng với mã số sinh viên. Đăng nhập vào thì đây đây là cái giao diện màn hình chúng ta đã đăng nhập được vào cái tài khoản e-learning CTUMB. Để mà được, có thể đăng ký được cái khóa học này á, mà có thể làm bài tập của cô Sam giao hoặc là có giáo viên khác giao, thì mình sẽ self enrollment, tức là mình sẽ tự đăng ký bằng cách là mình sẽ nhấn nhấn vào cái pass của bộ môn có giao á, là ví dụ như lớp mình là IBK35, pass sẽ là Anh văn chuyên ngành 2 A cộng sub SAM. Còn ví dụ như là các lớp khác á, thì do cái giáo viên khác dạy thì cũng sẽ có pass riêng. Ví dụ như là lớp của Anh văn chuyên ngành 2 với Anh văn chuyên ngành 3 mà cô Tuyết Minh đang dạy thì sẽ có pass như vậy. Còn cái pass của lớp mình sẽ là Anh văn chuyên ngành 2 A cộng với đây. Thì mình sẽ copy pass qua. Dán vào cái đó. Mình sẽ enroll me. Rồi. Đây, cái như như vậy thì cái giao diện như vậy là mình đã đăng ký thành công được cái khóa này á. Và giờ mình có thể vô làm bài tập của cô giao. Cô đang có các bài tập như là file listening, file tự học, file nghe tự học, bài 1, bài 2 đến cái bài như dưới đây là điểm số. General là cái tất cả các bài học chung. Còn khi mà chúng ta bấm vào những cái thư mục này á, thì nó sẽ hiện ra từng chủ đề. Rồi, như vậy là mọi người đã đăng nhập được vào tài khoản rồi đó. Cái giao diện nó hiện thì cũng sẽ giống như vậy. Rồi, khi mà mình đã đăng nhập được vào e-learning á, thì mình có thể khi mình đã có tài khoản e-learning do trường cấp á, thì mình sẽ có thể đăng nhập được vào tất cả các môn học luôn. Và em sẽ gửi cho mọi người cái username với password để đăng nhập vào tài khoản e-learning của trường Đại học Y Dược Cần Thơ á, là em sẽ đính kèm vào cái file thông tin ở bên dưới nha mọi người. Rồi sau đây là cái video của em đến đây là kết thúc ạ. Sau khi các anh chị đã đăng nhập thành công vào tài khoản e-learning CTUMB của mình rồi á, thì để mà thay đổi mật khẩu được á, thì các anh chị sẽ vào đây, vào hồ sơ. Sau đó thì các anh chị thấy cái phần cài đặt ở bên góc phải màn hình,
thì nó sẽ có chỗ đổi mật khẩu, và chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu hiện tại của mình đó, đó chính là cái tên chữ cái đầu viết hoa, tên của mình chữ cái đầu viết hoa A cộng cộng với mã số sinh viên. Rồi chúng ta ghi mật khẩu, nhập mật khẩu mới và nhập mật khẩu mới một lần nữa. Và cái mật khẩu này thì mình nên lấy giấy note, giấy bút note lại để mà mình nhớ nha. Còn và sau đó thì chúng ta sẽ bấm lưu những thay đổi. Còn đối với các anh chị nào mà kiểu không có nhu cầu thay đổi mật khẩu thì chúng ta vẫn có thể để mật khẩu như cái cú pháp mà em đã dán trên cái phần information ở phía bên phía dưới nhé mọi người. Chúc các anh chị hoàn thành được và mở được tài khoản nhé.